Ta sẽ đến với lại câu số 45, đây là một câu liên quan đến cực trị của số phức. Ở trên bài toán cho số phức z và số phức v kép thỏa mãn modulo của z trừ y bằng 1, modulo của z bằng modulo v kép và z nhân v kép là một số thuần hảo với phần thực dương. Bài toán kêu là tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức modulo của v kép trừ 4 trừ 4y. Ở trên ta sẽ khai thác từng dữ kiện một. Tên dữ kiện một đó chính là gì? Z nhân v kép là một số phần hảo với phần hảo dương. Là sao? Là mình đặt z nhân v kép sẽ bằng ky, là một cái số phần hảo với điều kiện ở đây là ky dương. Bây giờ mình sẽ lấy modulo hai vế, đó là z nhân v kép lấy modulo sẽ bằng modulo của ky và modulo của một tích bằng tích các modulo để tương đương với lại modulo của z nhân modulo v kép chính là bằng modulo của ky và chính là bằng k do ky dương. Rồi, và chúng ta có modulo của z bằng modulo v kép, chúng ta sẽ suy ra được đó là gì? Modulo của z bình phương bằng k. Từ hai dữ kiện sau chúng ta đã rút ra được điều đầu tiên. Rồi tiếp theo chúng ta sẽ xử lý đến dữ kiện thứ hai, đó là modulo của z trừ đi y bằng 1. Rồi bây giờ mình sẽ đặt đặt z bằng x cộng y. Đây, sẽ đặt nó là dạng số phức tổng quát z bằng x cộng y. Họ suy ra được là gì, chúng ta sẽ thay vào đây để suy ra được đó là modulo của x cộng với lại y trừ 1 nhân với lại y modulo của cái này bằng 1. Rồi thì chúng ta sẽ bình phương hai vế, suy được là gì? Modulo của bên đây chính là bằng x bình cộng y trừ 1 tất cả bình phương, lấy căn đi bằng 1, mình bình phương lên nó chính là bằng 1 bình 1. Rồi bây giờ để chúng ta khai thác được dữ kiện này, mình sẽ lượng giác hóa cái lượng này, rồi mình sẽ đặt x chính là bằng cos phi y trừ 1 thì chính là bằng sin phi. À, mình sẽ suy ra được nó điều gì, suy ra được đó là x chính là bằng cos phi y trừ 1 bằng sin phi, vậy y sẽ bằng sin phi cộng 1. Rồi chúng ta đã có thêm dữ kiện đó là modulo bình phương bằng k, tức là sao? Tức là x bình cộng y bình bằng k, nên là do x bình cộng y bình phương bằng k, đặt cái thế vào x bình là bằng cos bình phi, còn y bình chính là bằng sin phi cộng 1 tất cả bình phương và cái này bằng k. Ok, tương đương với lại mình sẽ khai triển cái sin phi cộng 1 tất cả bình phương ra ngoài, thu được là sin bình cộng cos bình là bằng 1 cộng với lại 2 sin phi với lại 1 k. Đấy, suy ra được đó là k chính là bằng 2 sin phi cộng 2. Rồi sau khi chúng ta xử lý xong chúng ta thu được dữ kiện thứ hai này cực kỳ quan trọng luôn. Rồi bây giờ chúng ta sẽ tính giá trị của biểu thức v kép trừ 4 trừ 4y. Modulo của nó chính là bằng cái gì? Chúng ta có là z nhân v kép bằng ky, và v kép chính là bằng ky chia cho z trừ 4 trừ 4y. Chúng ta đã có được là k là bằng 2 sin phi cộng 2, 2 sin phi cộng 2 nhân chơi chia cho số phức z là bằng cái gì? X cộng y là bằng cos phi cộng với lại sin phi cộng 1 nhân chơi. Đây, chúng ta sẽ trừ đi 4 trừ 4y. Ở đến đây chúng ta chỉ còn mỗi ẩn là ẩn phi thôi. Bây giờ chúng ta sẽ sử dụng Casio để chúng ta tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức này. Ở trên chúng ta sẽ chuyển vào chế độ mod 2. Rồi chúng ta sẽ đặt phi dưới dạng là ẩn x, và chúng ta sẽ sử dụng x bằng x cộng với lại 5. Mình sẽ để dấu hai chấm. Đây chúng ta sẽ chạy x. Rồi ở đây chúng ta sẽ nhập biểu thức này vào module phân số 2 sin phi 2 sin x cộng 2 nhân cho y chia cho cos phi là cos x cộng sin x cộng 1 nhân cho y trừ 4 trừ 4y. Ở đây bằng phân can anh sẽ hỏi x bằng bao nhiêu, tôi sẽ chọn x bằng 0. Rồi và các bạn nhớ phải chuyển đơn vị của cái độ qua degree độ chứ đừng để radian nha. Rồi x bằng 0 tiên là sẽ ra 4,18. Nó giảm dần đúng không? 4,13, 4,08 nó giảm dần.
nó chẳng hình thành set số 4, đúng không? Đó thì nó sẽ tăng ngược lại. Rồi bài toán hỏi là giá trị nhỏ nhất của biểu thức này chính là bằng, thấy nó gần số 4 nhất, mình sẽ chọn đáp án 4.